Một nhân viên là thợ máy của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật máy bay Vaeco tại sân bay Nội Bài đã bị sét đánh tử vong khi đang làm nhiệm vụ tối qua, 22/9, sáng nay, 23/9, ông Trần Hoài Phương, giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc đã xác nhận thông tin trên. Cụ thể, sự việc nói trên xảy ra vào thời điểm trời Hà Nội đang mưa dông, lúc 18:05 tối qua, 22/9, nam nhân viên tên là N.V.B, 40 tuổi, là thợ máy của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật máy bay Vaeco. Anh N.V.B đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay VN7715 chuẩn bị khởi hành đi Vinh Nghệ An thì trời mưa dông to kèm theo sấm sét, bất ngờ anh N.V.B bị sét đánh trúng, ngay sau đó anh B được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Cũng theo ông Phương, việc máy bay bị sét đánh hay sét đánh các thiết bị trong sân bay đã xảy ra nhiều. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một nhân viên đang làm việc trong sân bay bị sét đánh trúng và tử vong. Ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm trong ngành hàng không quan tâm, thăm hỏi chu đáo và cùng gia quyến lo hậu sự cho nhân viên xấu số.